nào? Hèm, bác quà hèm. Hèm, bố được tặng quà gì nào? Cứ mở ra đi rồi sẽ biết. Cứ mở cái này ra. Bố, là quà con tự làm à? Thật là bất ngờ. Còn một món quà nữa bố chưa bóc. Bây giờ này. Này. Đây là quà con tự làm cho bố. Cái miếng răng này. Và mần cạo này. Được chưa? Tiếp theo đây là món quà helmet của con. Bố biết là gì không? À, có con dính. Dán vào, con tự dán đấy. Con lấy hết tấm lòng. Để cho bố bóc chứ quà của bố mà sao con phải đi bóc làm gì? Đây. Bố ơi. Khủng long ơi nhỉ. Không phải khủng long đâu, bố đọc cái này đi. Khủng long đẹp thế nhỉ. Không phải khủng long đâu, đọc cái này long. Đi. Xem nào. Tên nó. Ôi giời. Bố đúng rồi. Spelling à? Không, Spitzinger. Spitzinger là một con rồng có kích thước và ngoại hình như Dapper, tốc độ 64 km/h, cao 5m. Cao 50, dài 0.5m ạ. Cao khoảng 0.5m, dài 2m. Vũ khí là chiếc đuôi như đuôi bọ cạp và có độc. Ngày vơ này nhớ mà mô hình này. Cùng nào ngày vơ nhỉ? Cùng nào đâu rồng á? Rồng okay.